đẹp trai, tài năng, lãnh đạo xuất chúng là những thứ Siro không có. Nhưng Siro giàu, hãy đón xem game thủ học đường tại kênh Hero Team được phát sóng hàng tuần nhé các bạn ơi. Minecraft, nhưng nếu bạn tiêu diệt một con mob thì bạn sẽ được chuyển thành chế độ sáng tạo trong vòng 3 giây. Và chỉ với 3 giây đó thì Siro sẽ làm được những gì? Các bạn hãy cùng đón xem Siro đã chơi cái data bug này như thế nào nha. Còn nếu không đón được thì có thể coi hết video mà không thua đoạn nào nha các bạn ơi. Và trước khi vào video thì các bạn đừng quên đăng ký cho kênh Siro BNG. Đây là cái kênh mà Siro sẽ đăng về Blood Mango. Và cũng đừng quên theo dõi kênh Siro Gaming, cũng là một cái kênh khác của Ro, nhưng dành cho những bạn nào không coi được livestream ở trên Facebook của Ro thì cái kênh này Ro sẽ cắt livestream của Facebook của Ro, edit lại thành một video khác và up lên trên kênh này dành cho những bạn nào không kịp coi livestream trên Facebook nha. Và lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc tập thôi, không cỡ suy cho bất kỳ nồng xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game để các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn coi video vui vẻ. Let's go. Holy shit. Ôi các bạn ơi, đây là lần đầu tiên tôi chơi một cái data bug mà tôi không biết công dụng của nó và không biết nó sẽ hoạt động như thế nào á anh em. Có khi nào ngày hôm nay sau khi tôi chơi xong tôi sẽ thức tỉnh bản năng vô cực không? Ê tầm bậy, bản năng vô cực là của Son Goku. Bản năng cà khịa không? Ê lộn nữa, bản năng cà khịa là của ông Lu. Nói chung là tôi nghe quảng cáo sơ sơ về cái móc bát này á là nó sẽ có một cái công dụng vô cùng lớn và cực kỳ thú vị. Thú vị tiếng Anh là gì ta? Nói chung là thú vị á. Nói sơ sơ cho các bạn giật mình hết hồn, bất ngờ bật ngửa chơi nè. Cái data bug này nó có thể giúp cho chúng ta biến thành chế độ sáng tạo nhưng mà không cần dùng lệnh nha các bạn. Ủa, không cần dùng lệnh sao sáng tạo được? Thì cái luật của data bug này đơn giản lắm. Anh em chỉ cần tiêu diệt một con thú thì ngay lập tức anh em sẽ được đổi thành chế độ sáng tạo. Thật ra ban đầu tôi nghe cái mô tả tôi thấy cái data bug này cũng hay hay đó các bạn à, nhưng bây giờ tôi thấy hết hay rồi, này biết tại sao không? Anh em hãy nhìn đi. Anh em nhìn đi. Anh em nhìn kỹ đi. Anh em thấy cái gì không? Đúng vậy. Có cái gì đâu mà thấy. Tôi spam ngay tại một cái vị trí không một con động vật hoang dã nào trừ tôi. À ý tôi không phải nói tôi là động vật hoang dã đâu nha. Holy moly, nếu như không có động vật nào thì cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta không thể nào tiêu diệt được con thú nào hết. Và không thể tiêu diệt được con thú nào hết thì khác là sinh tồn bình thường trời. Nhưng không sao anh em ạ. Thôi số phận đưa đẩy đi, đủ đường rồi. Heo à, chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng ngày hôm nay mày gặp tao ở đây là mày tới số rồi. Chế độ sáng tạo anh em, chế độ sáng tạo nè. Tôi chưa chọn cái gì mà. Oh my god. Chà. Ok, nhanh tay. Lơ. Đầu tiên là lơ. Tôi còn chưa chọn mà. Ok, tạm thời thì tôi đã biết được một vài quy tắc của cái data bug này rồi. Đầu tiên là các bạn có thể tiêu diệt bất kỳ con mob nào và các bạn sẽ được trở thành sáng tạo. Và tất nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó. Và cái giá đây là giá cả, cái giá mà mình phải trả chứ không phải là giá trụng ở trong những tô hủ tiếu, những tô phở mà các bạn hay ăn nha. Chúng ta chỉ có 3 giây để có thể lựa chọn được những món đồ của mình thôi các bạn ạ. Và ở đây mình sẽ lấy được rất nhiều đồ. Mà trước tiên mình phải cất những món đồ lên trên trước cái đó anh em ạ. Anh em biết tại sao không? Bây giờ tôi làm thì anh em sẽ biết nè. Con bò này sẽ là con bò đầu tiên được vinh dự chiêm ngưỡng tốc độ click chuột nhanh hơn xe bò của Rô. Ok, đầu tiên là cái này. Nhanh chưa. Và sau khi mình lấy được bộ dụng cụ này rồi, mình sẽ cất cái bộ dụng cụ này lên. Trời ơi, người đâu thông minh dễ sợ luôn em ạ. Lựa ngay dụng cụ Netherite để lấy luôn, hay ghê không? Và tất nhiên chúng ta có cái rìu Netherite rồi thì chúng ta dục cái rìu bằng đá đi thôi. Dẫu biết rằng mày đã giúp tao trong những bước chân đầu tiên khi tao bước vào thế giới này, nhưng rìu đá à, vì mày nghèo đấy. Còn tao thì tao nạp VIP rồi, nên say goodbye. Oh my god, tôi thiếu đồ ăn. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động tay chân nè anh em ạ. Bây giờ mình sẽ lấy đồ ăn nha. Hui, ok, đồ ăn. Trời ơi, nhanh tay liền. Ủa mà khoan, hình như là kế bên cái táo vàng này là cái táo vàng enchant đúng không ta? Hui, ok, đồ ăn. Trời ơi, nhanh tay liền. Không sao anh em ạ, mỗi cái ngu đều phải trả giá bằng tiền mặt mà anh em. Nên bây giờ chúng ta sẽ làm lại nè. Rồi trời tối luôn rồi. Táo vàng hình trên. Trời ơi, dư quá trời thời gian luôn. Ui là trời, ăn táo vàng hình trên vô một cái nè. Trời ơi, bất bại anh em ơi, bất bại. Bây giờ mình đã có đủ bộ dụng cụ và đồ ăn rồi, tiếp theo mình cần cái gì nhỉ? Là vũ khí. Là một người nông dân chăm chỉ thì chúng ta phải siêng năng đi farm anh em ạ. Rồi con heo tới công chuyện với tôi nè. Ok. Oh my god, tôi định lấy thêm cây kiếm nữa mà không kịp thời gian mấy bạn. Oh my god, anh em nhìn tôi bảnh không? Quá bảnh luôn. Ai mà kêu không bảnh là dối lòng nha, nha. Bây giờ mình giết động vật thì nó cho mình game mốc 1. Không biết mình giết mấy con quái có được game mốc 1 không ta? Thử ha. Ok, đối tượng đầu tiên. Bacha. Cũng được game mốc 1 các bạn ơi. Oh my god, come on with me. Come on. Ok, một, ok. Tại sao lại là mũi tên?
Oh my god, tôi định lấy cái khiên anh em mà, chứ không phải là cái mũi tên này. Nhưng không sao, chúng ta cũng đã lấy được một hai kiếm rồi. Netherite. Sao nghe giọng tôi chuối quá ta. Nói lại nè. Netherite. Nhưng mà không sao anh em mà, dù sao mấy cái mũi tên này nó cũng có giá trùng lợi gì à, lộn, giá trị lợi dụng anh em nữa, thôi mình sẽ cất vô kho đồ nha. Biết đâu sau này mình có cơ hội để dùng nó rồi sao. Ủa mà mũi tên này nó cho hiệu ứng gì vậy? Slow falling. Tính ra cái rơi chậm là để bảo vệ mình không bị ngã khỏi độ cao, mà bây giờ mình bắn vô mấy con quái, mình muốn đẩy nó xuống vực để nó, để tiêu diệt nó. Cái nó rơi chậm rồi nó có công dụng chỗ nào? Cái tên này thì cũng rất có công dụng đó anh em ạ, nhưng không phải với tôi, vì thế nên là no. Ok, cái khiên. Yes. Đây rồi, đẹp trai rồi. Trai đẹp hot boy Hàn Quốc đây rồi. Trời ơi. Anh em ạ, còn một thứ mà chúng ta nên lấy nữa anh em. Biết là gì không? Đúng vậy, sách in chain. Ây da, bò à, vì sự nghiệp quay video của Tam thì xin xíu nha. Sách in chain. Ok, mình được sách gì đây? Fire protection 4. Oh my god. Và tất nhiên tôi sẽ ép cuốn sách này vào full bộ giáp của mình. Nhưng mà trước tiên tôi phải copy nó ra chứ anh em ạ. Tôi sẽ copy nó ra bằng cách Oh. Con người thông minh là phải biết động não anh em không? Oh my god, một ngôi làng. Đã đến lúc phải đi ngủ rồi. Let's go. Oh, hello, Island Golem. Chồng chó never sigh. Chồng chó never sigh, Siro never die. Oh my god, con golem đó chắc cay mình lắm. Ok, và tiếp theo sau khi có sách enchant rồi thì chúng ta cần một thứ rất là quan trọng đó anh em, biết là gì không? Kinh nghiệm và cái đè. Quýt cha, cái đè gì tôi nhớ không nhầm, mình nằm ở đây nè. Cái đè. Ủa cái đè đâu? Cái khó nhất là không nhớ vị trí của cái đồ mình cần kiếm đó các bạn. Yeah. Ok, cái đè. À, cái đè nằm đây. Ok. Ê, tức là nãy tôi chỉ cần bấm số 1 thôi là tôi lấy được cái đè luôn á mà. Alo. Quýt cha. Ok, cái đè. Oh my god, tôi lấy được 64 x 3 cái đè này mà. Có cái đè rồi thì tiếp theo chúng ta cần gì nữa? Kinh nghiệm. Ôi, tôi thấy cái trò chơi này giống cái trò chơi cày cuốc để lên kinh nghiệm quá mấy má. Nhưng mà cái kinh nghiệm này nó hơi sai, nó hơi OB các bạn. Nhưng mà không sao, chơi này vui mà, anh em thấy vui không? Vui mà đúng không? À, còn một cái vui hơn nữa nè, anh em biết là gì không? Đó chính là anh em theo dõi bộ phim Game Thủ Học Đường của Hero Team được phát sóng mỗi tuần trên kênh của Hero Team. Ghê chưa, sao mà đỡ được, đoạn này quảng cáo, sao mà đỡ được. À không, nhưng mà quảng cáo thiệt anh em, mà anh em xem video đi thì nó hay lắm. Tôi là phản diện chùm ở trong cái phim đó luôn, mà cái mặt tôi xấu nhất phim luôn á. Ừ, nhớ xem nha anh em, nhớ xem nha, mà xem xong nhớ đây là một like nha. À mà cũng sẵn quảng cáo game rồi, cho tôi vài giây cái nha. Thì tôi chợt nhận ra có rất nhiều bạn coi video của tôi nhưng mà các bạn không có đăng ký like, share, comment gì hết trơn á. Đây là bạn đã ủng hộ Ro thì các bạn nhớ đăng ký những cái kênh khác của Ro, gồm có kênh Siro BNG, kênh đó Siro sẽ chuyên gia đăng về video Block Mango, hoặc là kênh Siro Gaming, thì kênh Siro Gaming dành cho những bạn nào không coi được livestream ở trên Facebook của Ro thì Ro sẽ cắt những cái livestream trên Facebook Ro edit lại và quăng lên kênh Siro Gaming cho các bạn cùng xem nha. Nhớ đăng ký hai kênh đó nha các bạn ơi. À mà cũng đừng quên kênh chính của tôi nha. Nếu bạn nào muốn mình làm nhiều video sinh tồn giống như thế này nữa thì anh em đừng quên để lại cho video này 10.000 like và nhớ bình luận nha các bạn ơi. Tôi để ý là các bạn rất thích coi những cái video như thế này nhưng mà các bạn không bao giờ bình luận cả. Cái lượt tương tác các bạn càng nhiều càng là nguồn động lực lớn cho Ro làm nhiều video hơn đó, nên là giúp Ro nha. Rồi xong luôn, tôi đồ xác hết động vật trên cạn hay gì mà đi vòng vòng nãy giờ không thấy con nào hết vậy. Bên đây là một cái đồng bằng mà tôi hy vọng là sẽ có một vài con động vật ở trên đây để cho tôi giết anh em. Oh yeah, mà không có con động vật nào cả. Nhưng không sao, chúng ta có một cái thuyền đắm ở đây. Oh my god, rất có thể trong này nó sẽ có sắt anh em ạ. Mặc dù tôi có một cái chế độ rất là OB nhưng mà tôi vẫn là một con người rất thích mở hộp và đặc biệt hơn hết là inbox những cái hộp bí mật. Nên đi coi nào, những cái rương của chúng ta sẽ chứa cái gì nào. Ok. 5 cục sắt. Oh my god, tức quá mà. Để coi rương đồ ăn có cái gì đây. Năm. Mình chỉ còn một cái rương dưới đây nữa, xuống coi luôn. Bản đồ kho báu. Được gái là có bản đồ kho báu nha, chứ không có bản đồ kho báu rồi tôi chửi húi đầu ấy hiền rồi. Được rồi, sau khi xem bản đồ tôi đã phát hiện ra được rằng chúng ta ở gần ngay cái kho báu, nên là chúng ta đi đào kho báu luôn anh em ạ. Tôi nói với các bạn rồi, con người thích đánh bóng đâu vậy á. Chịu không chịu thôi nha. Oh my god, đừng có nói là dưới nước nha. Dưới đây à. Ok, quá hay. Trời ơi, xác định rồi. 15 cục sắt, 2 cục kim cương. Oh my god, tôi đã quá sang chấn tâm lý với cái thuyền đắm rồi anh em ạ. Không thể nào chấp nhận được. Chúng ta lại đi kêu động vật để lấy game mốc 1 tiếp thôi nào. Hình như cái bình kinh nghiệm nó nằm ở cái bên đây. Đúng không? Không phải. Hình như bình kinh nghiệm nó không nằm ở một thuốc anh em ạ. Mà nó nằm ở bên đây thì phải. Đây. Đây rồi. Thấy rồi. Đó, hợp lý chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ làm công tác dịch vụ thôi nào. Để tôi chỉ cho anh em nè. Giờ anh em giết heo nè đúng không? Xong rồi anh em bấm này kéo ra. Trời ơi, game là dễ. Rồi tiếp theo chúng ta lấy kinh nghiệm thôi nào. Watcha! Oh
my god, anh em nhìn này. Oh my god, kinh nghiệm nhiều quá trời. Holy moly. Nhìn tôi có giống những nàng tiên ca à lộc. Nhìn tôi có giống những vị thần không anh em? Oh my god, sức mạnh ma thuật đang bủa vây tôi. Holy moly. Thôi trong lúc đó tôi sẽ đặt sẵn cái đe ra vậy. Ồ, và mình cần phải lấy một cuốn sách mending nữa anh em. Oh my god, thì tôi không đi đánh được tại vì kinh nghiệm vẫn còn ở đây. Hết rồi, sắp hết rồi. Hello bro. Ok, xong rồi. Mày chết rồi con trai. Ruby không tình yêu. Từ. Sách mending. Ủa sách mending. Thôi bây giờ mày lấy hết đi ha. Ok, và chúng ta nên vứt những cuốn sách mà chúng ta không cần đi anh em. Mà ví dụ như cuốn nạp nhanh này. Ok, bây giờ mình phải tìm cho ra được cuốn sửa chữa anh em à. Hi chicken. Sửa chữa nằm đâu ta? À đây rồi. Ok. Sửa chữa. Yes! Bây giờ sẽ là cuốn gai. Tụi bay tới công chuyện tụi bay ơi. Ok. Oh yes! Yes! Gần như là tôi đã đủ hết tất cả những cái cuốn sách mà tôi cần rồi đó các bạn ơi. Bây giờ sẽ tới những cuốn sách của cây kiếm nào. Tôi cần cuốn chăm hỏng. Đây rồi. Yes! Wait a minute, tại sao mình không lấy luôn cái đinh ba nhỉ? Đúng vậy. Lấy cái đinh ba luôn cho nó cháy anh em. Ok, đinh ba. Đây rồi, đinh ba đây rồi. Yatcha. Ok. Đã đến lúc Nintendo rồi các bạn ơi. Ok. Yes. Ok. Nintendo ơi. Ok, tiếp theo sẽ là bảo vệ khỏi lửa. Yes, let's go. Let's go baby. Và tiếp theo sẽ là gai. Ủa sao quái đây còn có một con vậy? Oh my god. Yes. Bây giờ mình lại thiếu kinh nghiệm rồi. Oh my god, mình phải vứt bớt đồ thôi các bạn ơi. Holy moly. Và bây giờ tôi lại trở thành pháp sư một lần nữa rồi nè. Hello bé cưng. Sao rồi chờ đợi cuối cùng. Tôi cũng nuốt xong đống kinh nghiệm nữa rồi. Và bây giờ thì anh chen thôi nào. Gái. Oh my god. 15 kinh nghiệm một lần anh chen anh em ơi. Holy moly. Mới đây tôi hết kinh nghiệm rồi. Oh my god. Chúng ta lại phải đi lấy bình kinh nghiệm nữa rồi. Ok. Bình kinh nghiệm. Đó, nhanh tay liền. Ok. Ok. Wacha. Yes. Tôi nghĩ giáp có 3 dòng này là đủ rồi ha. Mặc lên thôi. Không biết 2 dòng chớp điện với sóng dữ này enchant được với nhau không ta? Các bạn, enchant được không? Các bạn để lại bình luận cho tôi biết đi. Hai cái dòng sóng dữ với chớp điện này có enchant vào cùng một cái đinh ba được không? Thôi khỏi hỏi luôn em thử luôn ha. Sóng dữ nè, rồi chớp điện nè, rồi không được luôn anh em à. Thế thì mình enchant cái xiên vào da thịt và thêm một cái chậm hỏng nữa. Perfect. Oh my god, tôi lấy nhiều bình kinh nghiệm quá, bây giờ nó còn chưa hết luôn nè mấy má ơi. Cái đầu xanh ha. Bây giờ là lúc chúng ta đi đánh rồng rồi. Let's go. Và tất nhiên khi chúng ta đã chơi cái data bắt này rồi thì chúng ta không cần tìm son hô anh em ạ. Chỉ có những bạn nào non mới cầm cái data bắt này đi tìm son hô. Bây giờ chúng ta sẽ đi kêu mấy con động vật đó. Xong rồi mình sẽ lấy cái này đó. Hợp lý chưa? Và tôi nhớ không nhầm, hình như cách đặt cái này là chúng ta sẽ đặt như thế này anh em. Anh em chỉ cần đứng ở giữa nè, anh em đặt ra như thế này, anh em đừng có đặt linh tinh nha. Anh em đứng giữa, anh em đặt ra như thế này đó, để cho nó đúng chiều anh em. Và sau đó chúng ta sẽ lấy mắt Enderman. Đây rồi, đó. Ok chưa? Rồi sau đó mình sẽ lắp vào đây. Đấy. Trời ơi. Ok anh em ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ... Tất nhiên rồi, bây giờ sẽ là lúc chúng ta lấy cung nè. Bởi vì mình không muốn mặc nguyên một cái bộ giáp xịn sò như thế này mà xuống chỉ dùng 4 cái giường để giết chết rồng đâu anh em ạ. Nó rất là vô lý luôn á. Nên là bây giờ mình sẽ... Ok, mình sẽ lấy cho mình một cái cung với một cái này. Đó. Ủa, hồi nãy tôi dứt cái đe chi ta? Giờ phải đi ngược lại nè mấy má. Trời ơi, khổ thiệt luôn á. Bây giờ mình sẽ ép cái cung này vào cái vô hạn. Đấy. Rồi sau đó ép vào cái lửa. Hình như cái lửa này không ép vào cái cung được. Oh my god. Được. Nhưng tôi cần cuốn chậm hỏng nè anh em ạ. Sao đời tôi khổ quá vậy nè. Phải đi kiếm thêm cuốn chậm hỏng nè mấy ba. Ok, chậm hỏng. Chậm hỏng hình như nằm trên đây. Oh my god. Chạy đua thời gian. Chậm hỏng. Đây rồi. Oh my god. Vừa thấy. Ok, chậm hỏng. Đây, yes, ok, lấy được cuốn chậm hỏng rồi.
Let's go. Yes. Cây cung bá đạo nhất. Thật ra khi mà chơi sinh tồn á, tôi chỉ cần cầm một cây cung enchant ba cái dòng này thôi là tôi cảm thấy tôi đẹp trai nhất server đó anh em. Anh em nhìn nè, bây giờ nha, thử bắn heo này nha. Wicha! Đó, chín heo luôn em. Bắn cái hơi chín con heo luôn, thấy ghê không? Bây giờ thì let's go. À mà khoan, trời ơi, nhấn nhá hoài go. Trước tiên mình phải lấy cho mình mấy cục enderbeer nữa. Enderbeer. Wicha! Chúng ta không bao giờ thiếu xô nước được anh em ạ. Ok, và bây giờ thì let's go. Oh my god. Cũng may là tôi còn thủ cái cúp ở đây, không là nãy tôi bị nhốt dưới đây luôn rồi. Oh my god. Ok ok ok. Lên thôi, lên thôi. Let's go. Oh ho ho. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Và tất nhiên chúng ta lại không thấy mũi tên của tôi đâu. Oh my god. Bây giờ mình phải đi giết một Enderman anh em ạ. Từ từ. Ok ok ok. Đi thôi. Yes yes. Trời ơi, tôi bắn hết tất cả các trụ rồi, riêng cái trụ này. Ồ cao quá. Hồi nãy định nói cái trụ cao quá, bắn không tới mà bắn tới luôn rồi mấy ba. Ok, còn thằng Lằng đâu? Quay thằng Lằng. Mày đây rồi. Ồ ồ ồ, vô luôn rồi, vô luôn rồi. Ủa sao tôi vẫn không thấy được thanh máu của con rồng anh em? Cây nha, không thấy được thanh máu của rồng cây nha. Mày. Mày. Ok. Ai 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 ai, bắn mình rồi, bắn mình rồi. Đúng là sức mạnh của ta. Ha ha ha. Chịu sức mạnh của ta mới có thể làm bị thương ta thôi. Đó các bạn thấy chưa? Hồi nãy tôi tự bắn cây cung vô người mình, tôi mới cảm giác đau đó anh em. Ăn tối vàng. Trời ơi, quá trời đồ OB như này, rồng sao chịu nổi. Rồng chịu gì nổi, rồng ơi. Trời ơi, bỏ cuộc đi bé ơi. Làm sao chơi lại hả bé? Bé chơi sao lại? Con thằng Lằng này hơi rắc rối cái là nó bay hoài anh em ạ. Mày ngon, mày đáp xuống đi, mày đáp xuống, mày tới công chuyện với tao liền. Đó, trời ơi anh em thấy chưa? Rồng nó sợ tôi phải nghe lời luôn vậy anh em thấy không? Rồi vô đây mày. Ok, rồi. Trời, sợ bay nữa kìa anh em, sợ bay nữa kìa. Thằng Lằng này sợ tôi lắm. Trời, nhìn nó vậy thôi chứ nó mong manh dễ vỡ lắm anh em. Nó là hàng dễ vỡ nha anh em, đừng sợ nó nhiều quá. Nó vỡ đấy, nó khóc nó về nó dỗi mát mẹ đấy. Đấy, đấy. Trời ơi. Xuống đây nào. Xuống đây. Khó chịu thế nhỉ, khó chịu thế nhỉ. Xuống đây nào. Xuống đây nào. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nó xuống rồi. Biết nghe lời đó, biết nghe lời đó, biết nghe lời đó. Yes. Trời ơi. Ê, đó là lâu lắm rồi tôi mới đánh lạng rồng theo phong cách như này á anh em. Oh my god. Ok ok ok, lấm lấm lấm. Lấm mấy món này để sửa chữa vũ khí liền, sửa chữa vũ khí liền. Trời ơi. Con rồng tầm này ăn là dễ mấy bạn ơi. Mà tôi công nhận bây giờ tôi cũng OB thiệt anh em mà. Có con quái nào dám đụng tới tôi nữa không? No. Bây giờ mình sẽ thử chơi một cái trò chơi mạo hiểm luôn anh em ha. Đó chính là cái trò chơi này, anh em nhìn đi rồi anh em sẽ biết. Ok, đầu tiên mình phải cất bớt đồ vô. Đó, xong rồi mình sẽ đi kêu một vài con động vật cái đã. Oh my god, sao con zombie lên cạn được vậy? Sao lên cạn được vậy? Oh my god, tôi vừa mới làm mất cái bát rau của tôi nào. Không sao anh em mà, không sao. Bát rau này được. Đây rồi. Được rồi, kiếm được bát rau rồi. Hucha. Ok, các linh hồn. Yes. Ok, yes. Ok, đầu tiên thì mình sẽ xây một cái khu vực ra như thế này để có thể bỏ Wither vào trong đó. Và việc tiếp theo chúng ta cần làm là chỉ cần đứng ngoài tỉa Wither thôi anh em. Ha, để coi bây giờ Wither làm gì được tôi. Oh my god, hết bát rau rồi. Để đề phòng chuyện giống như nãy xảy ra, bây giờ tôi sẽ lấy nhiều bát đốc luôn anh em nha. Ok ok, về xây nào. Mình xây cái này mình sẽ chỉ chừa một cái lỗ duy nhất thôi. Mình nhìn vào mình đánh con quy đờ anh em. Ok, let's do it. Đấy. Chuẩn bị anh em ơi. Chuẩn bị nào. Ok. Cùng đâu. Cùng đây. Lắp cái này lại luôn. Ok, không biết nó có phá vỡ bé đông nè, chắc là không nè. Ê, sao nó lên được vậy? Ê! Trời ngu mày con ơi. Ây da, ây da. Kháng cự đi. Cố lên con, có táo vàng, yên tâm, có táo vàng. Kháng cự nè. Ok. Ây da, ây da, đau. Đau đâu? Đau rồi.
giết mày. Ok. Cố lên. Nó sẵn sàng xuống đất, anh em nó sẵn sàng xuống đất rồi. Oh my god. Help me. Oh my god. Help me. Lại. Đau à. Cái này đau. Cái này thốn á. Đâu rồi. Đây rồi. Ok. Dí hả tao? Mày qua đây. Có gì từ từ nói chuyện. Mày. Dăm ba nguy đờ, tuổi gì. Ok anh em à, ngày hôm nay chúng ta giết được rồi, mà giết được luôn nguy đờ anh em mà quá cháy luôn. Từ mình sẽ giết luôn này cho anh em coi nè. Mày, trời ơi, sao mà đỡ được. Làm sao mà đỡ được anh em? Những lời đàm tiếu qua lo linh tinh sao mà cản bước được Siro Gaming? Ok, và nói chung thì video này cũng đã kết thúc rồi. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại một like, một share và share cho mọi comment. Chỉ cần YouTube Siro Gaming rồi ông chỉ báo kết bên đăng ký để nhận thông báo mỗi khi tôi ra video mới ơi. Chúc video sớm mới được 3 triệu subscribe mới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.